Kính thưa đại chúng, đây là bài pháp thoại thứ hai của ngày thực tập thứ ba của khóa thiền tập tạm biệt nỗi lo. Có một hôm, Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài trên đường du hóa và ghé ngang một khu làng nhỏ. Và Metta là một cô bé rất là ngưỡng mộ về cái đức hạnh của Chúa, cho nên là mời Chúa Giêsu vào ở trong nhà để dừng nghỉ chân, đãi trà nước và các loại thực phẩm cần thiết. Trong khi Metta thì rất là bận tay chạy lăng xăng lo từ việc này việc khác để đãi đằng cho chu đáo, thì Maria là cô em bé ngồi sát vào chân của Chúa, tựa vào chân Chúa để nghe Chúa thuyết giảng cho các môn đồ và cho Metta. Nhưng mà Metta không có nghe được, Metta cứ chạy lăng xăng để mà phục vụ cho Chúa và các học trò của Chúa. Thì lúc đó Metta có ca cẩm là: Chúa có thấy không, em con nó không có biết phụ con gì hết, trong khi con có quá nhiều việc phải làm mà nó vẫn cứ ngồi đó. Chúa nói giùm con một tiếng cho nó phụ con đi. Thì lúc đó Chúa Giêsu mới nói với Metta rằng: Metta ơi là Metta, con có nhiều việc phải lo quá, nhưng mà có một việc cần thiết nhất trong lúc này và em con đã giành lấy phần đó rồi, và không ai có thể rút đi cái phần của em con được. Đó là ngồi lắng nghe thuyết giảng. Chúng ta đôi khi hay nhập nhằng giữa cái chính với cái phụ, cái cần thiết và những cái không cần thiết, cái phương tiện và cái cứu kính hay là cứu cánh, cái phương tiện hay là cái mục đích tối hậu, giữa cái means và cái goal. Ở trong các trung tâm thiền tập ở Tây Phương, so với các trung tâm thiền tập của người Á Đông, thì có một điểm khác biệt rất là lớn. Đó là người Á Đông bỏ rất nhiều thời gian và công sức để xây cất các trung tâm tu học. Và không chỉ bỏ rất nhiều thời gian công sức mà bỏ rất nhiều năng lượng và công phu tu tập ở trong đó. Tức là trong quá trình xây dựng thì họ không thể tu tập được, và có rất nhiều phiền não, tham sân si nổi lên trong quá trình xây cất trung tâm tu học, buồn giận, căng thẳng, mệt mỏi. Và họ sa đà trong cái việc xây dựng để có một cái kiến trúc đẹp theo kiểu này kiểu nọ, để rồi sau khi xây xong một cái trung tâm tu học thì ai cũng đuối sức, kiệt sức. Và có cả trường hợp là họ không thể nhìn mặt nhau được nữa, một số người phải từ bỏ trung tâm. Còn người Tây Phương thì những cái trung tâm tu học của họ rất là đơn giản, sơ sài. Họ chỉ cần mua lại một cái căn nhà rồi họ sửa lại, hoặc là một cái trung tâm cũ rồi họ sửa sang lại chút đỉnh và bắt đầu tu tập ngay lập tức. Và trong quá trình tổ chức tu học thì thì người Đông Phương thì lại chú trọng vào những điều vặt vãnh chi tiết. Thí dụ như họ đến một cái trung tâm tu tập, họ thấy những người ở đó hơi lạnh lùng là họ không đến được. Họ đến chỗ đó thấy nó dơ giấy, nó không có đạt cái vệ sinh cao, ở đó có nhiều tiếng ồn, ở đó cảnh quan không đẹp, ở đó chỗ ngồi hơi chật, ở chỗ đó thức ăn không ngon, ở đó vị thầy hướng dẫn nhìn không có dễ thương, là họ có thể với bất cứ lý do nào họ cũng có thể bỏ cuộc. Họ có những cái nhu cầu rất là lạ. Trong khi người Tây Phương họ đến một cái trung tâm thiền tập
thì họ chỉ cần biết là ở đó trao cho họ cái gì, nó có giá trị lợi ích thiết thực hay không, cái vị thầy hướng dẫn có đủ giỏi hay không, và cái đoàn thể đó đáng cho mình nương tựa một thời gian hay không là đủ. Và họ không để ý những chi tiết khác. Và khi họ đến tu học thì họ chỉ biết tu học thôi. Họ không có can dự vào chuyện thị phi, không có để ý người này người nọ, không có chấm điểm, không có phê bình, không có đánh giá gì hết. Họ chỉ đến làm cái việc chính của họ, đó là được tu tập chuyên hóa. Vậy cho nên là nói một cách trung thực và thẳng thắn thì người Tây Phương khi mà đã tu tập rồi thì hoàn toàn nghiêm túc hơn là người Đông Phương. Mặc dù là cái tiến trình chuyển hóa của người Tây Phương gặp khó khăn nhiều hơn là người Đông Phương, tức là những cái thói quen, những cái lề lối, những cái văn hóa đó. Nếu mà đi sâu vào cái phần phá vỡ bản ngã thì người Đông Phương có cơ hội làm tốt hơn là người Tây Phương. Nhưng mà nói về cái mặt tinh tiến tu tập và đi thẳng vào cái mục đích chính, nội dung chính của sự tu tập thì người Tây Phương làm rất là tốt. Người Đông Phương cứ đi vòng vòng, thậm chí là lạc lối. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này là để làm gì? Đâu phải có mặt trong cuộc đời này để đi làm. Mặc dầu là muốn sống thì phải đi làm, nhưng mà làm để sống chứ không phải sống để đi làm. Làm để có một ít cái tiện nghi để được sống. Và chúng ta đã sống chưa? Sống như thế nào? Một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, bình an, hạnh phúc. Một cuộc sống có giá trị đích thực, mang lại lợi ích cho người khác. Hay là một cuộc sống dài lê thê, mệt mỏi, chán chường. Cuộc sống có sự bận rộn, căng thẳng. Không biết chừng nào mới sống mà bây giờ lúc nào cũng than bận. Vậy thì ta đang có tiến về mục đích chính của cuộc đời ta không? Đó là nắm bắt những giá trị hạnh phúc chân thật. Chân thật, thật, lành và đẹp, tức là chân thiện mỹ. Mỗi ngày mình có hoàn thiện những cái mục đích cao cả đó không? Maria là một cô bé nhỏ nhắn, không có biết chuyện, không có hiểu đời, không có từng trải như chị Martha. Nhưng mà khi Chúa Giêsu xuất hiện trong cái năng lượng bình an và ngọt ngào của Chúa, thì bé chỉ cần chạy đến bên chân của người, tựa sát vào để được hưởng cái năng lượng đó. Có thể Maria không có hiểu hết những cái lời của Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ hay là cho Martha, nhưng mà Maria đã làm được cái việc cần phải làm. Đó là khi một vị đạo sư xuất hiện thì cái việc mà mình lăn xăng phục dịch cho đạo sư đó là cái việc rất là nhỏ. Mà vị đạo sư chỉ cần một bát nước có khi là vậy là đủ. Mà cái quan trọng là mình đón nhận được những cái lời dạy, những cái lời khai thị, những lời chỉ dẫn của một vị đạo sư. Trong khi Metta lăng xăng order đủ kiểu đồ ăn ở nhà hàng sang trọng, mình nói giỡn thôi, thì Metta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Mà Chúa Giêsu đâu phải là có nhiều thời gian để mà kiên nhẫn ngồi chờ Metta làm xong hết mọi việc rồi ngồi xuống giảng dạy được. Chúa Giêsu là người của công chúng, cho nên là phải lên đường tiếp tục du hóa. Mà cho dù mà Metta có, mà cho dù Chúa Giêsu có ngồi chờ thì Metta cũng không bao giờ hết việc. Metta thích làm hơn là được ngồi yên xuống để mà đón nhận cái thứ cần thiết và quý giá lâu lâu mới có được một lần. Cho nên Metta đã quên cái việc cần thiết nhất, đã không thấy được cái việc cần thiết nhất, và để cho những cái việc không cần thiết nó lấn chiếm đi cái việc cần thiết. Chúa Giêsu đâu có cần Metta lăng xăng như vậy, cả các môn đồ của Chúa cũng vậy. Cần Metta được ngồi yên xuống như là Maria,
để được tưới tẩm, để được nuôi dưỡng những hạt giống thánh thiện. Nhưng mà Metta may mắn là được Chúa khai thị, để rồi dừng lại. Còn chúng ta đi một đoạn đường quá dài, chúng ta lạc lầm trong những cái gọi là phương tiện, và chúng ta có được đánh thức chưa, có được tỉnh ngộ chưa, để rồi những cái thứ quan trọng nhất trong cuộc đời như là chăm sóc bản thân mình, gọi rửa những cáo bận phiền não, thanh tịnh hóa tâm hồn, ít nhất là mình chăm sóc sức khỏe của mình, thanh lọc cơ thể, tập thể dục, tập yoga, rồi ngủ nghỉ đúng giờ giấc mà mình cứ hẹn hoài, rồi kể cả những giá trị sâu sắc của tâm hồn. Mình biết mình là một cái người rất là nóng nảy, một cái người độc đoán, một cái người có chứa rất nhiều cái nọc độc trong người, mà thời gian qua vì quá bận rộn cho nên là mình không có cơ hội để quản chế những cái năng lượng đó và chuyển hóa nó. Mà bây giờ mình ý thức là nó đang ảnh hưởng rất là sâu nặng trong các mối liên hệ tình cảm của mình, ngay cả trong công sở, các bạn đồng nghiệp của mình, hay là những người thân yêu, những người đồng hành trong cuộc đời của mình. Mà mình vẫn chưa đủ can đảm để rứt mình ra khỏi những cái bận rộn đó, để cho mình một cái cơ hội làm mới con người mình lại. Cho nên bây giờ các bạn đang có mặt ở đây, đã có mặt ở đây được 3 ngày rồi. Coi như các bạn đi gần được nửa chặng đường của khóa tu. Không biết là các bạn mỗi ngày mỗi bình an, hạnh phúc hơn hay là đang mệt mỏi, uể oải và chờ đợi ngày thứ 7. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cơ thể bạn, tâm hồn bạn đang chắp tay cảm ơn bạn. Tại vì bạn đã đối xử tử tế với nó. Lâu lắm rồi, cái giây phút này cơ thể và tâm hồn bạn đã chờ đợi lâu lắm rồi, bạn mới thưởng cho nó một món quà như vậy. Bạn đang tự thưởng chính mình, và bạn đang bắt đầu lần mò tìm về chính mình, tìm ra một con đường đúng đắn để đi, để làm cho cuộc sống mình nó tươi thắm trở lại, nó có năng lượng, nó có giá trị, nó có ý nghĩa trở lại. Hy vọng là bạn sẽ mãi tiếp tục con đường này, đừng rời bỏ hoặc là dậm chân tại chỗ. Tại vì đây là một việc làm rất là khó, phải là một người can đảm lắm, một người có ý chí mạnh mẽ lắm, hay là có một cái nhận thức sâu sắc lắm thì mới có thể làm nổi. Ngoài kia, kể cả những người thân sống bên cạnh chúng ta vẫn còn đang mê đắm vào tiền bạc, quyền lực, sắc dục, vẫn còn tham công tiếc việc, vẫn chưa rứt ra khỏi những cái hấp dẫn lực đó để tự tạo cho mình một cái lối đi thênh thang vững chãi, thì mình là cái người dám quay đầu lại, không có tiếp tục đồng nhất mình với cái dòng chảy đó nữa. Mình tìm ra một cái lối đi mà mình tin rằng trong lối đi này mình làm chủ được con người mình nhiều hơn, thì đây quả là một cái quyết định rất là lớn. Trở lại bài thi kệ của Thiền sư Hoàng Bá, trong đó có 4 câu như thế này: trần gian quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phúc tỷ hương. Tôi viết bài thơ này xuống.
Cái bản dịch này của Trần Tuấn Mẫn, nhưng mà thầy có sửa lại tại vì dịch Trần Tuấn Mẫn dịch không có đúng niêm luật, mà tính dịch là bản khác, nhưng mà tại vì hai câu này Trần Tuấn Mẫn dịch khá hay cho nên là thôi để sửa lại thôi. Trần Lao muốn thoát chuyện chẳng thường, hệ bả thằng đầu Tấu Chức Trường dịch là nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Thì Trần Tuấn Mẫn dịch là vượt thoát Trần Lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường thì nó không có trúng niêm luật của Tứ Tuyệt. Sáng chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với hai câu cuối của bài thơ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp xúc với toàn bài. Thiền sư Hoàng Bá nói, cái việc mà mình muốn thoát những cái ràng buộc của cuộc đời, muốn thoát khỏi những cái áp lực, những khó khăn, những điều trái nghịch, những điều bất toại nguyện, mình muốn thoát khỏi nó, không để cho nó khống chế mình, không để cho nó ràng buộc mình. Mặc dầu là ai cũng có những cái điều bất như ý, ai cũng có những cái điều bất toại nguyện, ai cũng có những khó khăn, nhưng mà có người thoát được, có người không thoát được. Cái người không thoát được thì biến những cái điều bất như ý, những cái điều bất toại nguyện thành khổ đau. Và chúng ta đã từng nói là cuộc đời này không có khổ đau, mà cuộc đời này chỉ có sự bất toại nguyện thôi. Và vì mình không chấp nhận được những cái điều bất như ý đó, những cái điều bất toại nguyện đó, mình chống lại nó, cho nên khổ đau đã xuất hiện. Tức là bất toại nguyện mà cộng với thái độ chống đối nữa thì thành ra khổ đau. Mà bất toại nguyện mà cộng thêm sự chấp nhận thì không còn khổ đau, và có thể là hạnh phúc. Và tôi đã từng nói với các bạn rằng những người hạnh phúc không phải là những người không có khó khăn, không phải là những người không có những áp lực. Đó là cái chuyện rất là đương nhiên, chuyện rất là bình thường. Bạn muốn cái này thì cuộc đời nó sẽ xảy ra theo một cách khác, theo cái cách của riêng nó, theo cái quy luật của nó, theo cái nguyên tắc vận hành của nó. Còn cái muốn của bạn, vì bạn không phải là người có trí tuệ toàn vẹn, cho nên những cái muốn của bạn nó không có phù hợp với những gì đang xảy ra. Thì thay vì bạn học cách chấp nhận nó, tại vì bạn có đón nhận những cái điều như ý, những cái điều thuận lợi mà, thì bạn cũng phải học chấp nhận luôn những cái điều trái nghịch, thì bạn mới có thể sống vững trong cuộc đời này. Còn nếu bạn chống lại nó, có những điều bạn tránh né được, có những điều bạn chống được, nhưng mà hầu hết là không được. Và càng chống là càng đau khổ. Thế cho nên bạn phải học cách chấp nhận những cái điều bất như ý, những cái điều trái ngang càng nhiều càng tốt. Và khả năng con người rất là vĩ đại, con người có thể ôm trọn rất nhiều những nỗi khổ niềm đau của mình và của người khác, thậm chí là của nhân sinh. Cho nên có những người mình thấy họ vui cười được, hạnh phúc được, là họ đã chấp nhận được những khó khăn của họ, chứ không phải là họ không có những khó khăn. Những khó khăn nó không đủ lớn để làm phiền được họ, để làm khó được họ, để làm khổ được họ. Tức là họ có một cái sức chịu đựng rất là lớn. Mà muốn chịu đựng được thì bạn phải có một cái chánh kiến rằng bạn phải chấp nhận cái đối tượng đó, bạn phải chấp nhận câu chuyện đó, bạn phải chấp nhận hoàn cảnh đó. Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng, không có nghĩa là yếu hèn. Chấp nhận để khoan chống lại, để không tạo ra áp lực, để không tạo ra sự sân si, sự mệt mỏi. Chấp nhận để tiếp cận, để thấu hiểu, để tìm cách vượt thoát. Mà cái sự chấp nhận đây, đôi khi đó là chính con người của bạn. Bạn cần phải học cách để chấp nhận những cái yếu kém, những cái khó khăn, những cái bóng tối ở trong lòng của mình. Tại vì bên cạnh những cái bóng tối, những khó khăn, những yếu kém đó, còn là những cái vùng sáng, còn là những giá trị tinh anh, còn là con người
trong trẻo mầu nhiệm của bạn. Nếu bạn phủ nhận chính mình, nghĩa là bạn phủ nhận luôn toàn bộ những giá trị tuyệt vời còn tiềm ẩn ở bên trong. Cho nên bây giờ bạn muốn không để cho những cái điều bất như ý, những điều trái nghịch nó khống chế bạn. Bạn muốn thoát nó. Thoát không có nghĩa là chạy trốn. Thoát có nghĩa là bạn vẫn đứng đó, vẫn có mặt trong cuộc đời, nhưng mà những thứ đó nó không có hạ gục được bạn thì gọi là bạn thoát đó. Tự tại giữa những ràng buộc, chứ không phải là tự tại giữa chỗ không có ràng buộc. Nó không ràng buộc được bạn. Tại sao nó không ràng buộc được bạn? Tại vì bạn chấp nhận nó. Bạn không đặt thêm một cái muốn nào nữa hết. Là bạn có được sự tự do tự tại ngay lập tức. Và thiền sư Hoàng Bá nói cái chuyện đó khó đồng trời, vô cùng khó. Trần lao, quýnh thoát, việc phi thường. Đó là cái chuyện không phải người bình thường có thể làm được. Phải là người phi thường, người không bình thường mới làm được. Thành ra trong quá trình tu tập mà bạn ngồi thiền gục lên, gục xuống, tâm nó cứ vọng động, nó cứ nhảy nhót, nó cứ lăng tăng, rồi những lo lắng, những căng thẳng, những sợ hãi, những cái trạng thái cô đơn lạc lõng, rồi chán nản đi tới, và nó muốn mình bỏ chân xuống đứng lên, nó muốn mình xin cái điện thoại trở lại, xách gói đi về. Nó xúi dục mình nhiều thứ lắm. Và đó cũng là chuyện bình thường, tại vì bạn đang muốn làm chuyện phi thường mà. Người ta rất là sợ phải đối diện với chính mình, đừng nói chi là muốn chiến thắng chính mình. Còn bạn thì dám làm điều đó. Bạn xách gói lên đây để làm gì? Để bạn học cách đối diện với chính con người thật của mình, đối diện với những cái khối đau nhất ở trong lòng, với những cái bế tắc, với những cái khó khăn. Đó là một việc làm rất là quả cảm, không mấy người có thể làm được. Và khi mà bạn đã muốn vượt thoát rồi thì bạn phải có một con đường, bạn phải có phương pháp cụ thể và thực tế. Bạn có con đường chưa? Bạn có phương pháp nào chưa? Bạn tìm ra được cách nào để mà có thể vượt thoát được những khó khăn đang vây kín cuộc sống bạn chưa? Mà khi bạn đã tìm ra được con đường rồi thì phải nắm chặt. Hệ bả thằng đầu. Cái chữ thằng là sợi dây, đầu là cái đầu dây. Bạn phải nắm chặt cái đầu dây để mà lần mò đi tới phía trước. Nghĩa là bạn phải nắm vững cái pháp môn, nắm vững cái kỹ thuật hành thiền, là cái phương pháp nào giúp bạn vượt thoát được. Bạn phải nắm cho vững và phải hành trì liên tục, liên tục, liên tục, đừng có buông ra. Và giữ chặt cái lập trường của bạn, đó là muốn vượt thoát đó. Chỉ e rằng là nửa đường gãy gánh là bạn nói thôi, tu khó quá, chắc không có duyên với thiền, mấy ngày là thấy ớn rồi, thôi từ đây chắc bye bye trung tâm thiền, bye bye pháp môn thiền hiểu biết, bye bye luôn Vipassana, thôi đừng bao giờ nói tới thiền nữa, nó không thuộc về mình. Đó là nửa đường gãy gánh. Hay là mình nghĩ chắc mình tu vậy đủ rồi, mình phải chiến đấu chứ, mình còn bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu cái giấc mơ lớn mà giờ này ngồi tu kiểu này thì muộn mất, bị tụt lùi mất. Cho nên là mình phải chinh chiến tiếp. Cái đó gọi là gãy gánh nửa đường, bị cám dỗ, bị lôi kéo, bị thu hút. Cho nên khi mà đã thấy được cái giá trị của con đường tu tập, nó giúp mình cân bằng, làm cho con người mình thư giãn, tỉnh táo, giúp mình làm chủ được cái cảm xúc trong lòng và có những cái ánh sáng trí tuệ để thấy và giải quyết nhiều vấn đề, thì mình nhất định không có buông ra, mà mình có một cái thời khóa nghiêm khắc để đi theo nó, để hành thiền liên tục liên tục, thì bạn mới thoát được. Hệ bả thằng đầu tốt nhất trường, tức là nắm chặt đầu dây và giữ lập trường, phải là kiên định lắm. Chứ không thôi là nghe bà xã cằn nhằn rồi mà thôi bỏ rồi, hay là nghe ông xã chê trách chọc ghẹo phê phán hoặc là tự ái là thôi dẹp luôn,
phải giữ lập trường kiên định. Cái việc tu tập chuyển hóa nó gian nan, nó khó khăn như vậy, nhưng mà thật ra những cái thứ nó có giá trị đều nằm sau những cái khó khăn đó. Không có cái thứ nào có giá trị mà dễ dàng đạt được. Cho nên bạn đang chọn một con đường khó, bạn đang làm khó chính mình để làm gì? Để nó lòi ra được những cái tố chất quý giá, cái chất thạch ở bên trong. Cho nên bạn phải chấp nhận đau đớn một chút, khó khăn một chút. Nó khác với thói quen hàng ngày của mình rất nhiều. Gần như là mình xếp cái thói quen của mình lại, gác qua một bên để mình mời cái con người khác trong người mình ra. Đó là em bé tỉnh thức. Lâu rồi em bé chưa được quan tâm chăm sóc nuôi dưỡng. Sự tỉnh thức của mình hãy còn non nớt lắm, lúc được lúc không, nhá nhem. Cho nên bây giờ là mình muốn gác lại cái sự ma lanh, cái sự lăng xăng, cái quyền lực hay là những cái gì mà mình gọi là những thành tựu đó, để qua một bên. Mình đặt mình vào vị trí con số 0, chưa có gì hết, để đặt hai chân vào con đường thiền. Khi bạn bước vào con đường thiền thì bạn không được mang cái tôi của bạn theo. Dù được cảnh báo như vậy nhưng mà chúng ta vẫn cứ mang theo. Bạn cố gắng tự đặt mình là một con người mới, hay là một em bé mới được sinh ra trong giáo pháp hay là trong con đường tâm linh, để bạn mở hết cõi lòng mình ra để học hỏi, mà không nhận xét, không đánh giá, không phê bình, không chỉ trích, không so sánh, để đón nhận hết tất cả những cái bí quyết của thiền tập và siêng năng thực tập, thì bạn mới có kết quả lớn được. Bạn mới vượt thoát được tham sân si trong lòng của bạn được. Thật ra vượt thoát trần lao chính là vượt thoát tham sân si. Trần lao thì cứ trần lao, khó khăn thì cứ khó khăn. Những điều bất như ý, những cái điều bất tội nguyện nó cứ xảy ra đi. Mình dám thách đố với nó. Tại vì sao? Tại vì mình đã bào mòn tham sân si trong lòng mình rồi. Khi mà mình không còn quá nhiều nhu cầu ở bên ngoài đó, thì không có thứ gì làm cho mình gục ngã được, thậm chí chạm vào mình cũng không được. Thí dụ bạn không có nhu cầu gì về người đó, không có bất cứ một nhu cầu nào hết, thì người đó không đủ sức làm khổ bạn. Chắc chắn là vậy. Không ai có quyền làm khổ bạn hết, không ai có đủ tư cách làm khổ bạn hết, nếu bạn không có nhu cầu về người đó. Bạn vẫn chờ đợi người đó thương yêu bạn, quan tâm bạn, chăm sóc bạn, bảo vệ bạn, hoặc như thế này hoặc như thế kia. Và người đó đã không làm như vậy, cho nên bạn đã khổ. Và người đó làm theo bạn thì bạn hạnh phúc. Cho nên bạn vẫn còn đặt cái hạnh phúc của mình ở bên ngoài nhiều lắm. Vì vậy cho nên bạn vẫn còn tiếp tục khổ. Vì cái bên ngoài không bao giờ làm cho bạn thỏa mãn được cả. Thỏa mãn bây giờ nhưng ngày mai bạn lại thấy không thỏa mãn. Người đó có thể đáp ứng bạn thỏa mãn bây giờ, mà ngày mai họ không thể làm tiếp tục như vậy được. Và thiền sư Hoàng Bá nói, cũng giống như là loài hoa mai phải trải qua một cái trận mùa đông lạnh thấu xương thì nó mới có thể tung cánh tỏa ngát hơn được. Bạn muốn mời cái chất thánh trong bạn ra, bạn muốn mời trí tuệ trong bạn ra, bạn muốn mời những giá trị tinh anh ra, mà bạn không chọn con đường khó, bạn không tự tạo thêm cái điều kiện khắc nghiệt cho bản thân mình, bạn còn dung dưỡng cho cái tôi của bạn thích hưởng thụ từ chỗ ngủ cho tới thức ăn cho tới những cái sinh hoạt đời thường, lúc nào bạn cũng cung phụng cho bản ngã của bạn, thì đừng có mơ chất thánh nó lòi ra. Ảo tưởng. Bạn bây giờ vẫn còn muốn người khác kính trọng nể phục bạn thì đừng có mơ đạt được những giá trị kia. Muốn đạt được những giá trị đó,
bạn phải đặt tất cả những tiện nghi xuống, dù là những tiện nghi về vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần. Nó chỉ có một con đường đó thôi. Xưa nay tất cả các bậc thánh đều phải như vậy hết, không có ngoại lệ. Bây giờ bạn không muốn làm thánh, bạn cũng không muốn giác ngộ, nhưng mà bạn muốn có những chất liệu tương đương hoặc là đồng tính chất, như là muốn được có sự bình an, sự thư giãn, sự thảnh thơi, thì bạn cũng phải bớt sự hưởng thụ. Không có bớt tuyệt đối như các nhà tu hành chuyên nghiệp hay các nhà tâm linh, mà bạn bớt càng nhiều càng tốt. Chỉ khi nào mà bạn bớt bận bịu về chuyện ăn mặc ngủ nghỉ, những cái nhu cầu rất là cơ bản, không quá cần thiết, thì bạn mới có thể mời được cái chất thánh ở trong người mình ra. Cho nên bạn hãy nhìn lại cuộc đời mình, xem mình có đi qua giai đoạn nào khắc nghiệt chưa, hay là đang khắc nghiệt đây mà không thấy, mà bắt đầu than trời trách đất, nói cuộc đời tôi sao khổ quá, sao quá nhiều khó khăn, sao những cái thuận lợi đến với người khác mà những cái bất lợi đến với tôi nhiều quá vậy, tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy. Ô hay, tại vì bạn muốn làm thánh mà, bạn muốn mời những giá trị tinh anh của bạn ra mà, bạn muốn mài dũa ngọc trong lòng bạn mà, thì bây giờ trời đất tặng cho bạn một cơ hội đối đầu với khó khăn đó. Tại sao bạn còn than thở gì nữa, tại sao bạn không nhìn thấy mà còn muốn bỏ chạy nữa. Cho nên các bạn mà đi theo cái chương trình huấn luyện các chuyên gia tâm lý trị liệu 2 năm hay là 5 năm là các bạn sẽ bị hành hạ thầy thẩm. Bài tập đó cứ khó dần và khó dần, đến lúc bạn phải bỏ cuộc thôi. Trong 100 người nhiều khi chỉ còn lại 10 người thôi. Mà 10 người là phải là 10 viên ngọc quý. Mà 10 viên ngọc, 10 người này mà trở thành 10 viên ngọc quý thì phải qua điều kiện khắc nghiệt. Tại vì tôi đi qua con đường đó thì học trò cũng phải đi theo con đường đó. Nghĩa là tôi phải tự tạo cho mình điều kiện khắc nghiệt. Đang thuận lợi, đang yên ổn là bỏ đi tìm sự khắc nghiệt. Mà nếu các bạn từ chối sự khắc nghiệt đó thì tất nhiên là các bạn sẽ không thể đạt được giá trị cao. Nhưng mà đây cũng chỉ là lời quảng cáo, chưa đủ sợ, gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mà nói vậy nghe sướng quá trời ơi, thích quá. Mình được đào luyện, mình đang mài dũa, mình thành viên ngọc quý. Mà mài dũa thì la làng, mài dũa thì khóc lóc, rồi còn nghĩ là thầy ác đối với mình, hay là thầy bất công đối với mình, rồi thầy không thương mình, rồi thầy thiên vị. Tại sao thầy cứ chĩa mũi dùi về phía mình? Mà khi mà nói trên lý thuyết thì wow, sướng quá. Mình chắc là ngọc quý đi, mình sắp sửa đem ra trưng bày đi. Chẳng lẽ là phải có một người nói cho mình biết là bạn sắp thành Phật rồi, bạn sắp là viên ngọc quý rồi, đang trong quá trình mài dũa đó, ráng đi, đừng có chạy trốn, đừng có tránh né, đừng có sợ khó khăn. Nghe phải có một người như vậy lúc nào cũng nhắc nhở ta sao? Mà con người của mình nó vui lắm, ma lanh lắm. Tới khi mà chống hết nổi rồi, chạy hết đường chạy rồi, cái này thôi, đây là thử thách. Hồi đầu thì không có nghĩ được vậy đâu. Hồi đầu thì ra sức chống, ra sức kháng cự, rồi chống hết nổi, kháng cự hết được, thì bắt đầu tìm cho mình một cách kỹ. Chắc là thử thách đây. Không sao, thử thách thì mình sẽ được cứng cáp, được trưởng thành. Biết đâu rồi mình sẽ giác ngộ từ cái thử thách này. Nhưng mà nó thoáng qua trong đầu vậy thôi. Rồi tiếp tục chống nữa, tiếp tục tìm cách tránh né nữa, tiếp tục than trời trách đất nữa. Đó là tình trạng của chúng ta. Nhưng mà trong nhà thiền nó kỵ cái cách đó, nó kỵ cái màn trình diễn đó. Nó gọi là trò lừa đảo tâm trí. Chống thì cứ ghi nhận là chống, không có gì phải sợ hết. Né thì cứ ghi nhận là né, không đồng tình thì không chấp nhận. Trong giây phút này
mình không đủ sức để tiếp nhận cái điều kiện khó khăn đó thì cứ ghi nhận như vậy, cứ quan sát tiến trình đó thì cái sự chống đối, cái sự không chấp nhận nó sẽ rã rời. Còn một mặt bên trong là bạn chống mà bạn phải trình diễn bên ngoài hoặc là trình diễn với chính mình, đó là bạn đã chấp nhận được rồi, thì đó là một điều rất là nguy hiểm. Nghĩa là sự thật là bạn chưa chấp nhận mà bạn tưởng là bạn đã chấp nhận. Thành ra mình nói là mình chấp nhận mà cứ khổ liên tục. Sự thật là vẫn chưa chấp nhận được. Nói ra thì chúng ta biết hết, chúng ta thấu triệt được, và chúng ta rất là muốn được như vậy. Nhưng mà khi bắt tay vào thực hành thì muốn bỏ chạy, chịu không nổi. Hoặc thậm chí là chúng ta không biết là mình đang trong cái bài thực tập như vậy. Không phải đối với con đường tu luyện, không phải khi mình chọn con đường tu luyện để trở thành Phật hay là trở thành một bậc giác ngộ, một bậc trí tuệ từ bi thì mình mới chấp nhận những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái điều bất như ý. Mà hễ là một con người có mưu cầu về những giá trị hạnh phúc chân thật thì phải tập chấp nhận những cái điều bất như ý, những cái điều khó khăn. Tại vì những nhà tu hành thì họ cũng hướng tới cái mục đích để có được những giá trị hạnh phúc chân thật, và nhiều hơn nữa đó là có được trí tuệ, có được từ bi. Chúng ta tuy không phải là những nhà tu hành chuyên nghiệp nhưng mà chúng ta cũng muốn đi về cái hướng đó. Vì vậy cho nên chúng ta cũng học theo cái cách đó, cách buông bỏ bớt. Và mình phải học theo cái tính cách của cô bé Maria trong câu chuyện vừa kể trên. Phải luôn nhớ tới mục đích chính của mình, sứ mệnh của mình, để mình làm đúng cái vai trò của mình mà không có mất thời gian cho những thứ không cần thiết, vặt vãnh. Mà ở đây không phải chỉ là vấn đề thời gian mà còn tiêu hao rất nhiều năng lượng, tiêu hao rất nhiều phẩm chất quý giá đạo đức vì những cái chuyện vặt vãnh không cần thiết. Các bạn thấy đoàn thể ở đây tu tập thì khi mà ngồi thiền thì tất cả đều phải đi ngồi thiền, khi ăn cơm thì tất cả phải đi ăn cơm, khi làm việc thì tất cả phải đi làm việc, phải đồng loạt hết. Trừ trường hợp là trong cái đội nấu ăn thì họ phải nghỉ một vài giờ sinh hoạt nào đó, nhưng mà sắp thời có biểu làm sao những cái giờ đó nó không có quá quan trọng để rồi trong khi nấu ăn họ cũng vẫn thực tập, tức là làm việc trong tinh thần hòa hợp, tu tập trong tinh thần hòa hợp. Người kia như thế nào thì mình phải như thế ấy, đoàn thể như thế nào thì mình phải như thế đó, để nó xây dựng cho mình một cái thói quen, đó là giờ nào việc đó, việc nào tới trước thì phải giải quyết trước, chứ không có đang trong cái thời khóa này mà đi làm việc khác. Giống như trong khóa tu vừa rồi, có một bạn thiền sinh thường trú lấy thức ăn trễ, rồi bạn đó sẵn tiện rồi đem son đi rửa luôn, là thầy phải đến nhắc nhở đây không phải là giờ dọn rửa mà đây là giờ ăn cơm. Cái sự có mặt trong đoàn thể, sự có mặt của mình trong đoàn thể nó đóng góp một cái năng lượng cho đoàn thể, và đoàn thể cũng nuôi mình trong cái giờ khắc đó. Ăn cơm chung đoàn thể là một cái cơ hội rất là quan trọng, rất là quý giá để mình có một sự thực tập nghiêm túc. Còn nếu mình ăn một mình thì mình rất là dễ thả rong cái tâm của mình. Và trở lại cái câu chuyện của Metta và Maria thì mình thấy cái cách của người Đông Phương mình hơi nặng về mặt hình thức giao tế. Đôi khi gặp nhau hỏi chuyện trên trời dưới đất, hỏi 5-10 câu rồi mà vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề được. Trong một bài nói chuyện cũng vậy, nói chuyện năm châu bốn bể nó vòng vòng vẫn chưa đi thẳng vào đề tài chính cần thiết. Và đôi khi chúng ta quên mất cái đề tài chính của chúng ta. Ở trong gia đình cũng vậy, nhiều khi chúng ta quên mất cái sự có mặt một cách bình an dễ thương của mình là điều quan trọng nhất.
Còn việc đem tiền về hay là những tiện nghi vật chất về chỉ là chuyện phụ thôi. Ngay cả khi những người thân trong gia đình mình đều cho rằng tiền là quan trọng, quyền lực là quan trọng, nhưng mà mình có chánh kiến, mình có cái thấy đúng đắn, mình biết những thứ đó không quan trọng, thì mình không nên nghe theo những ý kiến kia. Tại mình biết những ý kiến kia sẽ đưa tới khổ đau cho cả hai bên. Mình sẽ tìm mọi cách để dẫn dắt, để dìu dắt những người thân của mình đi theo cái chánh kiến đó. Đó là sống đối xử tử tế với nhau, có thời gian quan tâm chăm sóc yêu thương nhau, biết lắng nghe chia sẻ, biết yêu thương, biết tha thứ nhau. Đó là nội dung chính trong một liên hệ tình cảm. Nhưng các bạn thấy không? Các bạn nhìn lại xem, các bạn mất quá nhiều cho những chuyện nấu ăn, dọn dẹp, sắm sửa, rồi nghĩ ra kế hoạch này kế hoạch nọ cho tuần này tháng kia năm nọ, để rồi bắt kiệt hết năng lượng của nhau, để rồi cãi vã giận hờn làm đau lòng nhau. Trong cái đoàn thể tu tập như là ở bản Hoa Anh Đào, các bạn đi với thầy nhiều tháng rồi mà thầy vẫn cứ phải nhắc nhở. Đôi khi các bạn cũng quên cái mục đích chính của mình ở đây để làm cái gì. Thí dụ như để cho các bạn ngồi tu tập như vậy thì các bạn nhớ rất là rõ, đó là mình phải chuyển hóa những rắc rến trong lòng của mình, những năng lượng tiêu cực, để mình trở thành một người có vững chãi, có bình an, có hạnh phúc. Rồi sau 2 năm hay là 5 năm, mình sẽ trở lại cuộc sống để mình trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu, có rất nhiều năng lượng bình an và vững chãi và tình thương để mình cống hiến cho cộng đồng. Một cái mẫu hình của chuyên gia tâm lý trị liệu mà thầy đang muốn xây dựng cho các bạn không phải là một cái người biết nhiều về kiến thức tâm lý. Biết nhiều về kiến thức tâm lý thì cũng tốt, nhưng mà quan trọng hơn hết đó là cái người đó phải có một cái năng lượng rất là vững chãi, rất là bình an và có tình yêu thương, thì mới có thể tư vấn, có thể ủy lạo, mới có thể nâng đỡ tinh thần cho người khác được, mới có đủ kinh nghiệm để chỉ vẽ ra một cái con đường thoát cho bệnh nhân được. Thì cái mục đích chính của các bạn đó là phải luyện tập thiền, phải xây dựng nhân cách, phải thanh tịnh hóa tâm hồn, phải luôn làm chủ những cảm xúc của mình, phải luôn quan sát mình, phải luôn quay về nương tựa chính mình. Đó là công việc chính. Thì khi mà đặt mình vào trong khóa tu thì cái điều này được nhắc đi nhắc lại. Cho nên không có khó để mà nhớ tới cái mục đích, cái mục tiêu của mình. Nhưng mà khi khóa tu chuyên sâu kết thúc, các bạn trở lại sinh hoạt bình thường, thì mỗi bạn sẽ phải làm một số việc. Có những bạn phải quản trị website, có những bạn phải lo điện nước, có những bạn phải lo dự án xây dựng, có những bạn phải lo nương rẫy, có những bạn phải lo thông tin liên lạc, vân vân. Và khó khăn bắt đầu xuất hiện, và có cái nguy cơ lạc hướng bắt đầu xảy ra, là mình chạy theo công việc vì sự thành bại được mất công việc, để rồi mình quên mất mình là một thiền sinh, mình là cái người tới đây không phải để trở thành một người xây dựng, một thợ hồ hay là một thợ mộc, tới đây không phải để trở thành một nhà quản trị website hay là một người đưa ra những kế hoạch dự án hay. Mặc dù là bạn rất là cần sự đóng góp của bạn, nhưng mà cần hơn vẫn là phẩm chất tu tập của các bạn. Mà nếu mà cái người lãnh đạo không có đủ thời gian để quan tâm, không đủ sáng suốt để nhìn thấy, hoặc là không đủ lương tâm để mà kéo người đó ra khỏi công việc, để trả người đó trở về đúng cái tâm ban đầu của họ, cái beginner's mind, thì tất nhiên là đoàn thể nó sẽ đi lạc hướng, người đó sẽ đi lạc hướng. Và các bạn biết, khi mà một cái người làm việc rất là tốt, họ có nhiều năng khiếu, có nhiều khả năng, có nhiều thiện nghệ để làm công việc đó, mà ở trong đoàn thể chỉ có được 1-2 người làm việc đó tốt, mà bạn buộc phải mời người đó dừng lại, thì nó sẽ thất thoát công việc, làm giảm năng suất công việc. Để tìm một cái người tương đương rất là khó. Nhưng mà bạn cũng phải chấp nhận, tại vì bạn cứu lấy con người hơn là cứu lấy công việc. Thà để cho công việc nó hư hao chậm trễ, chứ nhất định là không làm cho con người bị hư hao, xói mòn. Như vậy thì cái người lãnh đạo phải có lương tâm.
chứ không phải là mình mời các bạn tới đây để phục dịch cho cái lý tưởng của mình. Để rồi các bạn như thế nào thì kệ các bạn, miễn sao các bạn có đóng góp cho mình là tốt rồi. Mình phải nghĩ đến tương lai của người đó. 2 năm nữa, 5 năm nữa họ sẽ trở thành cái gì, họ đạt được cái gì khi mà họ đi chung với mình như vậy. Cho nên nhiều khi có các bạn mà đang làm công việc rất là tốt và mình lấy lại các bạn giận. Các bạn nghĩ chắc thầy không tin tưởng mình nữa. Mình sao cho nên là thầy đã lấy lại. Chuyện đó rất là bình thường. Tôi đã học được cái nghệ thuật xây dựng đoàn thể Sangha Building đó ở những cái trung tâm lớn ở trên thế giới. Ta đã được sống, đã được tiếp xúc với những bậc thầy tâm linh có đạo đức hay là có trí tuệ. Họ đã sử dụng cái phương cách đó. Và khi bạn ra cái quyết định lấy công việc lại thì bạn phải chấp nhận. Bạn phải chấp nhận cho người kia có một ít phản ứng đối với bạn, thậm chí là giận bạn hay là buồn bạn. Nhưng mà bạn biết rằng bạn phải làm như vậy. Còn nếu mà làm việc thì phải mang cái thiền tập đi theo. Trong khi làm việc phải có thảnh thơi, phải có sự tỉnh thức. Làm việc mà không có bị cuốn vào trong đó, mình làm chủ lấy công việc chứ không để công việc làm chủ lấy mình thì mới cho làm. Còn nếu không là bắt ngồi không suốt, có nói thì cho đi về. Cho nên là các bạn đang có mặt ở đây là những bạn rất là may mắn. Là tại vì trong giai đoạn này thì số lượng các bạn tham gia chưa có nhiều, cho nên thầy còn nhiều thời gian để mà quan sát được cái phẩm chất tu tập của từng bạn, để đưa ra cái liệu thuốc, cái phương thức trị liệu nó phù hợp. Còn sau này số lượng tăng lên nhiều lần, mà nếu mà thầy không kịp xây dựng cái đội ngũ của những người đi trước vững chãi và giỏi để phụ giúp thầy đó, thì coi như là quản lý không sẽ, và cái chất lượng nó bắt đầu nó suy giảm. Số lượng tăng lên thì chất lượng nó sẽ đi xuống. Kể ra câu chuyện này để các bạn nhìn vào cái bối cảnh gia đình của mình, cái công ty của mình, để các bạn thấy rằng nếu mình đóng vai trò lãnh đạo, vai trò dẫn đường, là điểm tựa cho một nhóm người, thì mình phải là người rất là tỉnh táo và phải rất là bản lĩnh. Tỉnh táo để nhìn ra tình trạng, thấy có người nào bị sa đà, sai đường lạc lối, mất tông chỉ, mất định hướng không? Và bản lĩnh là dám đánh thức người đó, dám kéo người đó quay lại, dám cho người đó biết là họ đã sai. Cái việc mà Chúa Giêsu nói với Mát-ta thì quá dễ. Tại vì Ngài là người lớn, một bậc trưởng thượng, một bậc có trí tuệ, một người có đức hạnh. Và Mát-ta đã sẵn lòng cung kính rồi. Cho nên khi mà Chúa Giêsu khuyên dừng lại là Mát-ta dừng lại ngay lập tức. Còn bạn, ai khuyên bạn thì bạn mới dừng lại. Hy vọng các bạn chọn thầy Minh Niệm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.